người hâm mộ của tờ BBC mới đây đã có cuộc bầu chọn đội hình vĩ đại nhất lịch sử Champions League sau khi có được danh sách rút gọn 60 cái tên từ các nhà báo. Theo kết quả, hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều có mặt. Ronaldinho, Robert Lewandowski, Luka Modric, Toni Kroos là những sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League sẽ bao gồm những ngôi sao nào nhé. Các nhà báo của BBC đã đưa ra danh sách rút gọn những cầu thủ đã có hơn 60 lần ra sân tại Champions League và đã chơi ít nhất một trận chung kết. Kết quả cuối cùng đã được quyết định bởi những lượt bầu chọn tới từ các cổ động viên. Đội hình vĩ đại nhất lịch sử giải đấu được sắp xếp theo sơ đồ 4-3-3. Ở vị trí gác đền, huyền thoại người Italia Gianluigi Buffon với 32% phiếu bầu đã vượt mặt Iker Casillas với 29% và Edwin van der Sar với 14% phiếu bầu để có tên trong đội hình này. Án ngữ trước không thành của Buffon là huyền thoại của AC Milan Paolo Maldini với 73% phiếu bầu và đội trưởng của Real Madrid Sergio Ramos 52% phiếu bầu. Paolo Maldini là một huyền thoại của câu lạc bộ AC Milan và là một trung vệ đẳng cấp hàng đầu ở thời của cầu thủ người Ý này. Trong suốt sự nghiệp, Maldini luôn thi đấu ở đẳng cấp cao với lối chơi quyết liệt nhưng không kém phần hào nhoáng. Sergio Ramos thì khác, lối chơi của cầu thủ này mang đậm tính chặt chém và bạo lực. Tuy nhiên, đó mới là điểm đặc trưng của anh và giúp cầu thủ người Tây Ban Nha mang về rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Cựu ngôi sao của Barcelona là Dani Alves với 40% phiếu bầu được chọn ở vị trí hậu vệ cánh phải, trong khi huyền thoại người Brazil Roberto Carlos với 40% phiếu bầu án ngữ ở hành lang cánh trái. Ở vị trí này, rất nhiều sự vắng mặt đáng tiếc, trong đó có thể nhắc tới Marcelo của Real Madrid, Philipp Lahm, huyền thoại của Bayern Munich. Hàng tiền vệ ba người là khu vực rất khó chọn lựa bởi có quá nhiều ngôi sao hàng đầu. Theo phiếu bầu của các cổ động viên, bộ đôi huyền thoại người Tây Ban Nha từng làm nên thành công của Barca là Andres Iniesta với 53% phiếu bầu và Xavi Hernandez 40% phiếu bầu được lựa chọn. Đây là bộ đôi đã hợp cùng siêu sao Messi để trở thành bộ ba huyền ảo khuynh đảo cả châu Âu những năm 2009 đến 2012. Cái tên còn lại là Zinedine Zidane với 63% phiếu bầu, người đàn ông hiếm hoi giành chức vô địch Champions League trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Steven Gerrard, người đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vô địch Champions League năm 2005 của Liverpool, nhận được 23% phiếu bầu, nhưng do sơ đồ 3 tiền vệ nên anh đành lỡ hẹn. Ngoài ra, còn có thể nhắc đến nhiều cái tên xuất sắc như Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Busquets. Trên mặt trận tấn công, không quá bất ngờ khi hai siêu sao, hai huyền thoại sống của Champions League là Ronaldo và Messi đều có mặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ có số phiếu bầu cao nhất trong đội hình với 90% phiếu bầu, trong khi Messi thấp hơn một chút với 88% phiếu bầu. Cristiano Ronaldo mặc dù đã ở tuổi 36 nhưng đẳng cấp của anh vẫn là ở mức hàng đầu. Kể cả Messi cũng vậy, sau bao nhiêu năm cạnh tranh với nhau ở vị trí thứ hai và thứ nhất thế giới, đến bây giờ họ vẫn đang là ngòi nổ chính tại Juventus và Barcelona, những câu lạc bộ hàng đầu. Cái tên còn lại trên hàng tiền đạo khiến nhiều người bất ngờ là Thierry Henry, khi chỉ nhỉnh hơn chân sút vĩ đại thứ 3 lịch sử Champions League Robert Lewandowski vỏn vẹn 0,2 phiếu bầu. Thierry Henry là huyền thoại của câu lạc bộ Arsenal, nơi đã cho anh những gì tốt đẹp nhất tại xứ sở sương mù, như chức vô địch Premier League, FA Cup, nhưng Champions League lại là danh hiệu mà họ suýt đạt được ở mùa 2006-2007. Ở mùa giải đó, các pháo thủ đã thất bại trước Barca và phải nhận ngôi Á quân. Đây vẫn là thành tích tốt nhất mà họ làm được ở Cúp C1 cho tới thời điểm này. Và chỉ vài mùa sau đó, Henry đã chuyển đến chính Barcelona, nơi mà câu lạc bộ này đã mang về cho tiền đạo người Pháp một danh hiệu C1 vào mùa 2008-2009. Trên đây là tổng hợp đội hình vĩ đại nhất lịch sử UEFA Champions League. Nếu có ý kiến gì, anh em hãy thẳng thắn bình luận dưới phần comment nhé. Và đến đây video của chúng tôi cũng đã hết rồi. Cảm ơn các anh em đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay thì quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.